Hôm qua tại Hà Nội, Hiệp hội Giáo dục Nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam đã công bố quyết định thành lập Viện Nghiên cứu và Đào tạo Công tác xã hội. Viện ra đời với chức năng tổ chức nghiên cứu, đào tạo, cung cấp dịch vụ công tác xã hội vì lợi ích cộng đồng và an sinh xã hội. Đây là một trong những kế hoạch của đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020. Việt Nam cần phát triển mạng lưới dịch vụ xã hội và nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp và đến năm 2020 cần đào tạo mới và đào tạo lại 60.000 nhân viên công tác xã hội.